Phim ảnh của Quảng giới thiệu với các bạn một tác phẩm Xanh Quê sau khi được chỉnh sửa. Xin mời các bạn cùng theo dõi. Vâng, có lẽ là mới chỉnh sửa xong nên là các bạn cũng thấy được cái sự bề bộn trên mặt bệ. Nhưng điều đầu tiên thì xin phép được giới thiệu với các bạn đó là cái phần cổ ngọn. Về mặt phần cổ ngọn cây xanh quê này thì trong hình các bạn đã nhìn, và theo đánh giá của một người sửa cây, đó là một cái ngọn mà lắc rất là đẹp và ít nhất là đã tạo ra được cái độ hợp lý trong cái quá trình lên ngọn để làm tay bơm. Đây các bạn có thể xem, đây là cái đỉnh, đây là điểm lên ngọn. Đây là tập thể của cây, các bạn có thể thấy toàn hình tập thể của cây. Và đây là một trong những cái tay để tạo thành cái sàn và bên ngọn. Và đây là cái tay bên tay phải theo chiều các bạn đang nhìn. Tay bên tay phải này cực kỳ là nét và đẹp, như là được lượn vẫn sắp xếp chỉ rằng khá tốt. Nhưng có một điểm yếu, một điểm yếu đây thì chắc các bạn thân mến cũng đã biết, đó chính là một cái điểm phế. Đây là một cái điểm phế ở đây, đây chính là một điểm cắt trí tử để tạo ra cái nét đẹp tổng thể của cây. Và sẽ phải cần rất nhiều thời gian nữa thì sẽ liền, mặc dù bây giờ thì nó đã có thể được thoải mái rồi, đi chơi được rồi, cầm lắc là rất là vô tư các bạn nhé. Vì các bạn đã biết đây này, đây phần này chính là phần ăn liền. Dòng xanh nói chung thì hệ thống liền sẹo và ăn liền nó cũng rất là nhanh thôi, phải không ạ? Thì đây là một trong những cái là cũng là một trong những cái rất hay mà tác phẩm người làm chủ đã mạnh dạn để tạo ra được một cái nét đẹp, cái nét riêng của tác phẩm. Và đây là toàn bộ cái mặt sau của tác phẩm này. Em mời các bạn theo dõi chi tiết hơn về bộ bệ. Về mặt của bộ bệ này thì đây nó là một cái cây làng đa rễ, và bộ rễ trải trên mặt chậu như thế nào thì người quay xin phép không giới thiệu, thì các bạn có thể cảm nhận thấy đó là những cái nét cổ kỳ mỹ như thế nào, và xin nhường lại cho các bạn. Vâng, và có lẽ là khi tôi chuyển máy sang mặt trước của tác phẩm này thì tôi chắc chắn rằng là sẽ được nhiều cái sự yêu quý và yêu mến của các bạn hơn. Ở mặt trước này thì các bạn có thể thấy nhìn thấy là các cái điểm đóng của tay số 1, số 2 và các cái đỉnh ngọn nó
tạo ra cái sự cân xứng rất hợp lý đối với lại cái tác phẩm này. Đây là toàn thể tổng thể của cây, và khi chúng ta có thể cận cảnh đối với bộ bệ này thì vẫn như tôi giới thiệu, đó là nhường lại toàn bộ những cái đánh giá nhận xét cho các bạn đối với một người bệ chảy trên mặt. Và đương nhiên là để được như thế này thì các bạn đã từng chơi, từng biết, cũng sẽ hiểu là thời gian nó bao nhiêu năm công phu mới có thể đạt được cái tác phẩm nó như thế này. Và cũng là một lần nữa xin được lấy lại toàn thể tổng thể tác phẩm này. Đang rất vui các bạn đã đến với kênh YouTube Cây Cảnh Thực Quả. Và đây là một trong những cái nội dung mà rất muốn được các bạn làm một cái tác phẩm đẹp. Và cũng hy vọng rằng thông qua sự đóng góp của các bạn sẽ giúp cho chúng tôi có những cái đánh giá nhận định tốt hơn về tác phẩm này. Và đặc biệt, ví dụ như đối với cái chậu này, có nên thay sang một cái chậu chữ nhật nhưng mà nó mỏng hơn một chút và nó có cái độ rộng hơn một chút để có thể bao phủ toàn bộ tay tán của cây hay không, hoặc những điểm cần phải chỉnh sửa đối với tác phẩm này như thế nào, thì cũng rất mong được sự đóng góp của quý vị và các bạn giúp cho chủ cây có những cái sửa chữa để cho cây hợp lý, đồng thời giúp cho kênh được phát triển tốt hơn nữa và xứng đáng là một nơi có thể trao đổi học hỏi những cái giá trị, những cái kỹ thuật cũng như là những cái nghệ thuật trong cái cách xử trí bài tiết cho bất cứ một cây cảnh nào của mỗi một cá nhân, và sẽ là nơi được các bạn yêu quý chia sẻ những kinh nghiệm của mình, và biết đâu đó trong những kinh nghiệm các bạn chia sẻ được áp dụng học tập để làm cho mỗi tác phẩm ngày càng hoàn thiện hơn. Vâng, xin trân trọng cảm ơn các bạn đã đến với kênh và cảm ơn những sự đóng góp của các bạn đối với kênh YouTube Cây Cảnh. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn các bạn. Xin chân thành cảm ơn.